xin chào các bạn. ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái ví dụ về cái sự tương tác giữa GSP và Solaris nhé. cụ thể hơn ấy, là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bài tập tính toán đó chính là cái uh, cái calculator đơn giản. được không? mình nhập vào số đầu tiên này, nhập 10, nhập 20 này, chọn các bạn chọn phép tính này và mình sẽ ấn vào đây. thì như vậy là chúng ta sẽ tính toán được kết quả 10, 20 trừ 10 trừ 20 sẽ bằng trừ 10. mình chọn là cộng chẳng hạn. đấy, hay là bây giờ là 30 đi. được chưa? thì mình sẽ thực hiện cái bài tập này bằng jsp servlet các bạn nhé ok thì bây giờ mình sẽ điều code đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái bộ Java web đấy mình đặt tên là kqexample chẳng hạn nhá rồi phím luôn đó ok các bạn thì đầu tiên ấy là mình sẽ tạo ra một cái trang một cái giao diện đã các bạn nhỉ giao diện như này đó thì ở đây mình sẽ vào phần web page mình new một cái trang jsp là tên là calculator chẳng hạn calculator đấy như vậy là chúng ta đã tạo được ra là một cái trang calculator .jp các bạn nhé đây calculator .jp đấy rồi thì bây giờ là thứ nhất là mình sẽ thực hiện cái việc là mình sẽ design cái giao diện này đã ok cho các bạn nhỉ thì để làm được cái giao diện này thì chúng ta nên dùng table các bạn nhé các bạn để ý cho mình này ở đây nó là từng cái râu đây đây là từng cái râu nhá đó đây là từng cái râu thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái table một uh, đầu đấy là sẽ có 1 2 3 4 và 5 row và có nghĩa là 5 dòng và mỗi dòng sẽ là hai cột đúng không các bạn nhỉ? Cột của cái này và cột của ấy nhập này, cột của cái này và cột của ấy nhập này. Đấy tóm lại như thế nhá. Nếu bạn nào mà hơi yếu về HTML ấy thì các bạn có thể xem lại cho mình cái table này. Được chưa? Rồi ok, mình sẽ vào code mình gõ này. Đầu tiên mình tạo một table này. Đấy. Rồi. TR. Được chưa? TD này. TD là cột các bạn nhé TR là râu Thì bây giờ mình ví dụ mình tạo một cái râu đầu tiên này Đấy thì đầu tiên mình sẽ có cột để chứa cái chữ first Đấy Cột thứ hai là để chứa cái chỗ để nhập cái số 10 này các bạn này Đấy cột số 2 là cái chỗ để để, để chứa cái thẻ input các bạn nhé Rồi tiếp đến này t thứ hai Đấy Ok trong cái TD này thì mình sẽ có thẻ input Ở đây mình xuống dòng thì các bạn cho nó dễ nhìn nhé Input này Thay bằng text được chưa? Còn mình sẽ thêm một cái name nữa. name bằng uh, a chẳng hạn. Đấy. Rồi, như vậy là mình được một cái row đầu tiên. Thì nó có cái chữ first và nó có một cái o input để nhập giá trị vào. để cho các bạn nhỉ? Tiếp tục mình copy xuống, mình sẽ có cái row tiếp theo các bạn nhá. TR ấy là table row. Đấy thì row tiếp theo thì mình sẽ có cái chữ second. Đấy. Ở đây thì mình cũng có cái input để nhập giá trị B thì ở đây mình sẽ cho cái name bằng B các bạn nhá. Rồi tiếp đến này là operator này. Thì các bạn để cho mình nhá là cái chỗ phần này ấy, nó là cái bộ thẻ select option. Được chưa các bạn nhỉ? Đây thì các bạn hay nói chung là cái cái này là là các bạn hay gọi là cái drop down đúng không nhỉ? Thì nó là cái bộ thẻ select các bạn nhá, select option ở trong HTML. Được chưa? Rồi có bị xuống. Ở chỗ này sẽ là cái chữ operator. Đấy, còn như mình bảo ở bên đây ấy, nó là cái bộ thẻ select option các bạn nhỉ. Select này. Đấy. Trong select thì nó sẽ có từng option các bạn nhé Đấy mình sẽ có option là gì các bạn? Là cộng này. Trừ này. Nhân này. Và và chia. Đấy. Và cái bộ thẻ select này mình cũng đặt tên cho nó một cái tên gì đấy. Nhá. Mình sẽ cho một cái name là bằng operator chẳng hạn. Đấy. Không là tên là OP thôi các bạn nhé. OK. Tiếp đến là mình sẽ có một cái nút uh, này khi mình click vào cái nút này thì nó sẽ tính toán đúng chưa? Đấy. Giờ mình cũng copy xuống tạo thêm một cái hàng nữa, tạo một cái row nữa các bạn. Thì ở đây cái row của mình nó có hai cột nhưng mà cột đầu tiên của mình ấy nó không có gì cả đúng không nhỉ? Không có gì cả và cột số 2 thì nó mới chứa một cái button này. Chính vì thế là ở cái cột đầu tiên ấy xóa đi không có gì cả. Cột số 2 thì mình sẽ có một cái button các bạn nhé button này đấy con push ok và cái cuối cùng là cái dòng để hiển thị kết quả thì mình ở đây mình nghĩ mình copy đoạn này đi à nào nhỉ, này đi các bạn đấy. ok đây sẽ là result đúng không rồi chỗ này thì sẽ là o input thay bằng text thôi ở đây mình không cần name các bạn nhé đấy không cần name được rồi tí nữa mình sẽ giải thích kỹ hơn về cái cái việc cái name này nó sinh ra để làm gì nhé Bây giờ mình chạy giao diện đã Run file này Ok mình chọn là chôm đi để mình chạy Run file nhá Đấy Thì như vậy là mình đã vừa design xong được cái giao diện rồi các bạn First second này nhập first nhập second Chọn operator Đấy có một cái button là của compute Và có thêm một cái output input để hiển thị kết quả ở đây Đấy thì đấy là về cái giao diện các bạn nhé thì bây giờ logic của mình như thế nào? Thì bây giờ nhá, khi mình click vào cái nút compute này, để cho các bạn nhỉ. Khi mình click vào nút compute này thì mình sẽ gọi tới một con server. Đấy, con server đấy nó sẽ thực hiện cái việc là tính toán và nó sẽ đẩy kết quả ngược lại cái cái giao diện này nhá. Ở đây mình sẽ vẽ cho các bạn một cái slide để các bạn hiểu hơn. Đấy. Đây là cái trang tính toán của mình. Đây là cái trang tính toán của mình. Mình nhập A, nhập B và sau đó thì mình sẽ ấn vào cái nút compute như vậy là chúng thì nó sẽ đẩy cái dữ liệu đấy nó sẽ đẩy cái dữ liệu các bạn nhé về một con server hay cụ thể hơn là nó sẽ đẩy dữ liệu về một con serverless đấy, một con serverless các bạn nhé đây là trang gsp của mình này đấy nó sẽ truyền a truyền b truyền cái phép tính vào vào một vào một con serverless và cái con serverless này nó sẽ làm nhiệm vụ là tính toán để cho các bạn nha người dùng chọn cộng thì nó sẽ thực hiện phép tính cộng người dùng chọn trừ thì nó sẽ thực hiện phép tính trừ và sau đó ấy, thì nó được kết quả thì nó sẽ làm công việc là gì ạ đẩy kết quả ngược lại trang zp này đấy thì là đấy là cái logic của cái bài toán của mình đấy thì bây giờ như này các bạn nhé khi các bạn click vào cái button là compute ấy, thì nó cần phải truyền dữ liệu về một con server đúng không nào nó phải truyền dữ liệu về nó truyền first truyền second này truyền operator này đấy rồi truyền về server sau đó thì server sẽ tính toán và trả về kết quả thì để truyền được dữ liệu về server các bạn lưu cho mình nhá chú ý cho mình cái gốt này để để truyền được dữ liệu về server ấy, thì tất cả mọi thứ nó phải nằm trong một cái form đấy thì dữ liệu của mình ấy, nó nằm trong table thì ở đây mình sẽ cho table ở bên trong một cái form các bạn nhá để mình cắt đi đấy mình cắt đi mình sẽ tạo một cái form bao quanh tất cả mọi thứ này đấy được chưa các bạn nhỉ các bạn lưu ý cho mình nhá để truyền được dữ liệu về server ấy, thì mình phải có một cái form bao quanh tất cả dữ liệu được chưa các bạn nhỉ ở đây nếu mà trường hợp các bạn muốn truyền a các bạn muốn truyền b các bạn muốn à các bạn muốn truyền first các bạn muốn truyền second các bạn muốn truyền cái operator ấy thì cả ba cái này nó phải nằm trong một cái form cái form nó giống như là một cái một một cái con tàu của các bạn nó sẽ chở dữ liệu đi thì như vậy là con tàu nó phải chứa hết tất cả cái gì mà các bạn muốn chuyển đúng không ở đây mình muốn chuyển thằng này mình muốn chuyển số 10 này, mình muốn chuyển 20 này, mình muốn chuyển cái phép tính là nhân chẳng hạn thì như vậy là cái 10 20 và giống nhân này nó phải nằm trong một cái form để nó chuyển dữ liệu về server. Thì ở đây ấy là mình làm cho nó dễ thì mình cho cả cái table này nằm trong cái form luôn. Được các bạn nhỉ? Đấy. Ok các bạn nhá. Tiếp đến là cái đích đến. Thì bây giờ mình sẽ mình mình cần phải chuyển dữ liệu về con server nào thì con server nó sẽ nằm trong phần action. Giả sử như bây giờ mình sẽ chuyển về con server đặt tên tên là calculator chẳng hạn. Nhá các bạn nhá. Mình sẽ chuyển về một con server đấy tên là calculator. Được chưa các bạn? Method mình sẽ để là port. Method là cách truyền dữ liệu các bạn. Thì nói chung là cái cách truyền dữ liệu này các bạn có thể hiểu cho mình như này nhá. Khi mà các bạn các bạn truyền dữ liệu đúng không? Thì các bạn cần đích đến. Đây mình ví dụ nhá. Khi mà các bạn cần truyền dữ liệu từ trang ZP này về serverless thì bây giờ mình ví dụ đơn giản này nhé thì chúng ta có hai cách chuyển một là đi bằng uh, tàu biển đi và một là đi bằng máy bay đấy thì đấy là hai cách để chuyển dữ liệu đúng không thì ở đây nó cũng kiểu kiểu như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai cách chuyển dữ liệu một là post hai là get thì uh, về cơ bản này thì các bạn cũng chưa phải quan tâm cái này chưa cần quan tâm cái này nhiều các bạn nhé các bạn cứ để là post cũng được mà get cũng ok được chưa tóm lại là cái bản chất của nó phải như thế Thứ nhất là mình phải cần phải truyền dữ liệu tới cái server nào Cái thứ hai là cách truyền dữ liệu của mình là cái gì Được chưa Thì ở đây là mình sẽ truyền dữ liệu về cái con server là bằng calculator Đấy Ok các bạn nhá Và đây là gì các bạn nhỉ Khi mình click vào cái button là compute này Thì nó sẽ truyền dữ liệu về server Thì cái button compute này nó giống như là cái công tắc ấy, Để các bạn bắt đầu là gì Ấn vào đấy thì bắt đầu là dữ liệu được truyền Đúng chưa? Thì như vậy để làm được như vậy nhá thì cái bất tình của mình ấy là mình phải có một cái thai là bằng xăm mít các bạn nhá. Đó. Để cho các bạn nhá. Khi mà các bạn click vào cái button này mà các bạn muốn chuyển dữ liệu về server ấy thì button này nó phải có thai là bằng submit. Nhá các bạn nhá. Đấy còn nếu mà không có thai làm submit đấy thì nó sẽ không chuyển được đâu. Ok. Thì bây giờ các bạn sẽ vào phần show kia cho mình ở đây có các bạn có thể tạo cho mình một con server đúng nhỉ hoặc là nếu mà các bạn cẩn thận hơn đấy thì các bạn tạo cho mình một cái bucket kịp rồi bắt đầu bucket kịp này tên là bằng uh, kha này chẳng hạn đấy chưa rồi trong bucket kha này thì mình sẽ tạo ra một con server các bạn nhé các bạn cũng đặt tên như này cho mình đi đấy các bạn đặt tên cho mình là calculator đi các bạn new cho mình một con server led này đấy chưa nhá lại này như một con server led này đấy các bạn đặt tên cho mình calculator như thế này xong các bạn finish luôn nhá finish luôn các bạn nhá về cơ bản thì các bạn cứ làm như vậy cho mình đừng vội đừng vội làm nâng cao làm gì cả cứ làm như vậy thôi finish luôn đấy ok thì đây thì bây giờ mình sẽ xử lý cốt ở phần này các bạn nhá ở dòng 35 trở đi các bạn xoáy cho mình đấy thì bây giờ mình sẽ xử lý cốt ở đây xử lý logic ở đây được chưa nhá thì công việc của mình như này các bạn này Mình cần get cái giá trị ở đây Giá trị ở đây và cái hợp tính đúng không Thì chúng ta có một cái nguyên tắc như này các bạn nhé Get by name Và sẽ nhận nhận được value Nhận được value Đấy Thì ở cái form này ấy, Mình có gì các bạn nhỉ Cái ô cái ô input của mình ấy Nó có name là A đúng không Thì nguyên tắc của mình ấy là get by name Như vậy là mình sẽ get by A này Xong mình sẽ get by B này Đấy, ở chỗ này thì là bộ thẻ select thì như vậy nó có name là bằng OP như thế này Thì mình sẽ get bằng OP Thì đấy là cái nguyên tắc của mình các bạn nhé Get là get by name Còn cái giá trị nhận được là cái value Cái value là cái gì? Cái value là bây giờ mình nhập 10 đấy Thì 10 là value, mình nhập ở 100 ấy Thì là 100 là value Mình nhập đây là 20, mình nhập 200 thì 200 là value Được chưa các bạn nhỉ? Đấy, ok nhá Ok, rồi Chính vì thế là là ban đầu tại vì sao mình phải đặt tên cho cái thẻ input này có tên là bằng a tên là bằng b. Đâu nhỉ? Tên là gì tùy các bạn đặt nhưng mà nó phải có tên thì mình mới get được được dữ liệu về. Ok. Ở đây mình sẽ có một cái biến string first các bạn nhá, first này bằng request.get chấm parameter. Mình sẽ get ở cái giá trị là a. Được chưa các bạn? Nhớ, get ở a nhá. Vì là mình get by name mà name là a thì mình get ở a thôi. Đấy, tương tự mình sẽ có cái biến second thì mình sẽ ghét ở B Đấy. Ở B các bạn nhé Các bạn lưu cho mình này Là Khi mình ghét Giá trị về ấy, thì mặc định nó sẽ là kiểu string Được chưa Các bạn có thể làm thêm một cái bước nữa là các bạn phải ép Sang kiểu Double chẳng hạn Đấy. Còn khi mà ghét về ấy, thì lúc nào nó cũng là kiểu string hết